liên doanh Dongfeng Nissan vừa giới thiệu SUV Venukia VX6 2024 tại thị trường Trung Quốc. Tại Trung Quốc, Venukia VX6 có 3 phiên bản gồm E, Pro và Max với mức giá dao động từ 141.900 đến 159.900 nhân dân tệ, tương đương 460 đến 518 triệu. Venukia VX6 được phát triển dựa trên ý tưởng thiết kế Star mới của Venukia. Mặt trước có đường viền rất cứng cáp, các cạnh và góc sắc nét, đặc biệt là cản trước được trang trí bằng những gợn sóng. Đèn pha sử dụng thiết kế xẻ đôi, dải đèn xuyên thấu được sử dụng ở phần trên, dải đèn hình chữ V ở giữa rất dễ nhận biết. Đồng thời, các lỗ thông hơi hình thang và rãnh dẫn khí ở hai bên có thể tối ưu hóa hơn nữa hiệu suất khí động học của xe. Thân xe hai màu, mép dưới cửa sổ được trang bị dải viền chrome xuyên thấu, vòm hốc bánh xe màu đen. SUV này còn được trang bị tay nắm cửa ẩn. Kích thước của Venukia VX6 lần lượt là dài 4.658mm, rộng 1.890mm, cao 1.656mm, nhỉnh hơn đôi chút so với Mazda CX-5, chiều dài cơ sở 2.850mm. Phiên bản E, Pro được trang bị la răng 18 in, còn phiên bản Max dùng mâm 19 in. Ở phía sau, cụm đèn hậu nối liền nhau với dải LED họa tiết hình chữ V, đuôi xe có thiết kế cứng cáp. Cánh gió nhỏ phía sau màu đen làm tăng thêm nét trẻ trung và thể thao. Cản sau sử dụng thiết kế dạng đường gấp nếp trông rất năng động. Nội thất của Venukia VX6 khá đơn giản, sử dụng nhiều đường ngang để mở rộng hiệu ứng thị giác, đồng thời có đèn viền trang trí xung quanh. Cụm đồng hồ là màn hình LCD 10.25 inch, còn màn hình giải trí cảm ứng 14.6 inch kết nối Android Auto, tích hợp tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Hàng ghế trước của Venukia VX6 có thể gập về phía trước. Khi gập cả hai hàng ghế, nó có thể tạo thành giường ngủ rộng rãi cho hai người. Ghế ngồi bọc giả da với hàng ghế trước có thể chỉnh điện. Ngoài ra, hàng ghế sau có cửa gió điều hòa, cửa sổ trời toàn cảnh không thể đóng mở. Cung cấp sức mạnh cho Venukia VX6 là một động cơ điện sản sinh công suất tối đa 218 mã lực, mô men xoắn cực đại 275 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 8 giây, tốc độ tối đa 165 km/h. Pin lithium 3 cấp dung lượng 62 kW cho phạm vi hoạt động mỗi lần sạc đầy là 520 km. Khi sử dụng sạc nhanh, thời gian sạc từ 30 đến 80% là 25 phút, tốc độ sạc chậm từ 30 đến 80% trong 6 đến 7 giờ. Đồng thời, Venukia VX6 cũng hỗ trợ phát điện cho các thiết bị ngoại vi.